ăn con sông vàng, nhìn về bên đó xuyến sao ngày đêm. Nhà anh ngó qua con sông vàng, thập thò nhìn sang lén lén tìm nhau. Nhau anh câu hò đưa đầy, ghé tình mình sang thăm. Chờ anh nói lên câu chung tình, mà quay năm tháng tháng năm lặng thầm. Người ơi nói sao cho em tưởng, vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay. Lấy chi khai trầu mâm rượu, thiên hạ cười chê ta. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Victor DM8. Dàn này chức năng chính gồm có USB, hoạt động ok. Out tức là ngõ 3.5 nè, mình ra 3.5, kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. CD thì không đọc nha. Các nào muốn sử dụng chức năng CD thì mang thợ nhờ họ kiểm tra. Hiện tại hàng đang về nguyên bản nguyên zin, tất cả đều chưa đụng chạm gì hết. Các anh có thể muốn sử dụng thêm chức năng CD thì kiểm tra thêm về vấn đề này. Trép là trép đơm, bát là bát giấy. Thì các anh biết rồi đó, trép đơm và bát giấy kết hợp với nhau thì chất lượng, thứ nhất là tiếng bát rất là có lực, sâu, ấm, chắc. Trép đơm thì cho cái tiếng trép nó len keng. Thì đây là một bộ dàn mà em nghĩ rất đáng sở hữu. Có hai nguyên nhân. Đầu tiên là cặp lo cực kỳ nặng, rất nặng. Các anh mua về mà các anh bưng cặp lo thôi, các anh sẽ thấy xứng đáng. Hậu của lo rất là sâu, âm lo vừa sâu, hậu sâu mà vừa nặng. Bát là bát giấy trúc đơm thì các anh nghĩ cặp lo đánh ra phải xuất sắc rồi. Cái thứ hai nữa là có USB. Thì đôi khi mình không cần sử dụng tới đĩa, mình lên mạng mình chép những bài hát yêu thích vào thẻ nhớ USB, mình cắm vào dàn nghe thoải mái luôn, không cần tốn tiền đĩa, đúng không? Rất là tiện lợi, dễ sử dụng. Dùng nghe nhạc, dùng để học tập đều được hết. Trong khi đó FM của dàn lại là 108 Bắc Full tầng Đài Việt Nam. Mình muốn nghe được radio AM FM, cắm âm ten vào là nghe thôi, quá tiện lợi. Đây, em quay gần cái mặt dàn nha. Phía ngoài nó ướp gương hết trơn, cái mặt dàn nhìn rất là sang. Những cái đèn LED xung quanh, những núm tùy chỉnh rất là dễ sử dụng. Ở đây nó có đọc luôn cái thẻ nhớ của iPod nè, nhưng mà mình đọc USB là thấy đã tiện lợi rồi, khỏi cần thêm gì nữa. Ở đây nó có nút chuyển FM, AM, AUX, tức là mình nghe radio hoặc là kết nối điện thoại thì nhắn về chữ AUX hiện lên thì nghe được điện thoại. Nãy giờ thì mình đang nghe đoạn clip test qua điện thoại nha, chưa nghe qua CD, qua USB đâu. Em như nước xuôi dòng, không trở lại bất động chiều mưa mông. Nhìn người bên sông, lòng anh đau nhói. Chiều cao của lo là 25 cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 50 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20 m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung với dàn thì liên hệ em. Bên em ship hàng toàn quốc, các anh nhận hàng tại nhà. Em ship hàng qua bưu điện nha. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc trước giúp em 300.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Các anh có thể gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0931008099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết trước sau và chốt hàng cho các anh nha. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng USB. Ở đây nó có lay USB nè, mình nhắn vào chữ USB là mình nghe nhạc. Thank you.
hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao. Mà xưa còn thầm mơ, còn thắm hoa đào, mặn xưa còn xanh máu biếc, nụ cười có đẹp chăng sao. Victor DM8 công suất của Amply là 35W. Đây cắm hành tên để nghe radio. Bên em có bán hành tên xin, cái nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Công suất lo là 40W trên cặp lo. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các bạn nào mua hàng thì liên hệ với bên em nha.